Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, cùng các anh chị em bên đội ngũ YouTube xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối thật là an lành. Thì cái thời gian này thì hàng quá nhiều các bạn ơi, cho nên là mình cũng không có thời gian để test nữa. Mà mỗi một lần đóng xong cái cặp súp hầm này á là làm như cái máu nó lên các bạn ơi. Thấy nó mà không test là chịu không nổi, nó thật sự với các bạn luôn. Đây là một cái lời mà thật sự mà nói thì mình nói nó giống như là một cái lời nổ các bạn. Nhưng mà những cái anh em mà họ đã từng xài cái vỏ súp hầm này rồi thì họ sẽ biết cái quy lực của cái súp hầm này nó như thế nào. Thì cái súp hầm của mình thì nó khác với hãng chỗ khác các bạn nha. Cái mặt lo ở phía trong là nó nằm nghiêng chứ không phải là nó đầm đánh ngược lên trên cái phía dách ở phía trên này các bạn nha. Đó, có chỗ thì đấm nó đánh từ dưới đánh lên nắp hầm chân chỗ cái khớp này nè các bạn. Nhưng mà của mình thì không có các bạn ơi. Đó, của mình thì nó sẽ nằm nghiêng về phía sau và nó đưa cái hơi về xuống dưới nha các bạn. Nó quánh như thế này, cái nguyên lý nó cũng là quánh cái hồng cái hình chữ C vậy nè các bạn. Nó cuốn cái lực hơi nó đi ra ngoài. Còn ở trên này thì nó là một cái hầm ở phía trên này nữa là cái hầm của cái mặt lo của phía dưới. Đó, nhưng mà cái hầm trên á là cái lỗ hơi ở dưới, mà cái hầm ở dưới thì cái lỗ hơi cái đường thất hơi nằm trên nha các bạn nha. Cái này thì nó khác. Đó, thì trời thì cũng tối nha các bạn, cho nên là mình quay cái video này cũng hơi tối thì các bạn cũng thông cảm nha. Thì mình chỉ muốn cho các bạn nghe cái chất âm thôi, còn cái vấn đề mà nó đẹp hay không nữa thì mình quay ban đêm này thì cũng không được chắc chắn lắm nha các bạn. Đó, thì ban đêm mà các bạn cũng đã thấy rồi nè. Đó, thì cái phần nước sơn ban đêm mình nó gì thì lúc này mình sơn cái nước sơn này á, thì mình sẽ tạo cho nó hơi bóng chút xíu các bạn. Các bạn nhìn sơ thì các bạn tưởng đâu nó giống như là chúng ta sơn nhựa vậy đó nha các bạn nha. Nó giống như là bắn sơn nhựa vậy đó các bạn. Ban đêm nhìn nó rất là đẹp các bạn ơi. Nó lấp lánh nó rất là đẹp nha. Cái này nó giống như sơn nhựa vậy đó. Mà sơn này thật sự vì mình sơn nó rất là dày luôn các bạn ơi. Đó, thì giờ này các bạn thấy người ta cũng nấu cơm, nấu nước rồi này kia, nó cũng hơi ù chút xíu các bạn nghe. Nè. Mình để cho các bạn nghe lo nó hơi ù. Đó, thì đó là phía trong đó các bạn. Chiều mình làm miếng lưới rồi mình chạy mà. Nè các bạn, để nữa mình tút lại cho ảnh mới được các bạn ơi. Chạy đem về mà nó trắng trắng chỗ này kỳ lắm ha. Có chút xíu rồi các bạn. Đó, thì cái súp này thì nói chung thì khi làm xong rồi thì mình cũng đã nói các bạn, nó ngứa vậy lắm các bạn. Muốn để cái lo vô test thiền liền. Nhưng mà cái lo của mình là các bạn cũng đã biết rồi, cái lo cùi bắp á các bạn. Mua điện tử Minh Đô rồi đó bán cho mình đó các bạn, nhớ cái cặp lo đó không? Đó, thì mình lắp vô đây mình test. Thì mình dự định là mình sẽ để dành riêng một số tiền để mà mình mua một cặp lo bát 50 các bạn ơi. Đó, để mà mình về mình để vô đây mình đánh luôn, rồi sẵn mình có xô gần gần đó các bạn. Mình nhận mình làm bậy nó xô hay xô quýnh cặp súp hầm này chơi nha các bạn nha. Nói chung thì mình cũng ghiền cái cặp súp hầm này dữ lắm các bạn. Đó, mình đi 4 cái súp 3, bây giờ mình đổi là mình đi một cặp súp hầm thôi. Đó, thì mình cũng chở một chuyến chỉ có một cái. Còn như cái súp 30 của mình á, thì mình chở một chuyến được hai cái các bạn, thì cũng là một chuyến thôi. Nó thì khi chúng ta mà đưa lên xe thì nó rất là dễ chở nha các bạn nha. Cái súp hầm này nói chung thì đối với các bạn không biết sao, chứ còn mình chở cái súp hầm này phải ghe. Chở cái súp hầm này xong ở trên còn chở được cái tivi hay là hoặc là cái gương dây điện ở trên nữa đó các bạn. Đó, còn không biết các bạn chở xe nhỏ có được như mình không nha. Chứ còn mình ở đây mình cho bò lắm, mình có cái ba ga mình để là mình chở nó sướng lắm các bạn ơi. Với lại các bạn biết sao không, mình chở mình chở cái hai cái súp kia thì mình phải có cây sắt các bạn. Có cây sắt nó dài cho nên là mình mới gánh được hai cái súp 30. Thì nếu như mình có tiền mình mua một cặp lo bát 50 thì mình sẽ quýnh một cặp súp hầm này các bạn. Đó, có lẽ nói là nó cũng ngang tài ngang sức với 4 cái súp 30 mình nghe các bạn nghe, chứ nó cũng không dạng tệ đâu. Đó, nhưng mà tại vì các bạn biết sao không? Cái cặp lo của mình nó quá tệ đó, cho nên là nó hơi tệ. Chứ còn mình chịu đầu tư một cái cặp lo 50 nữa thì cái súp này quýnh nghe thì phải nói là nhức nách rồi các bạn à. Đó, thì có những anh em đã từng xài bên mình thì mới có thể tin được những cái lời nói của mình. Còn những cái anh em nào chưa xài thì nói ồ cho thằng này chắc thằng nổ rồi. Nhưng mà các bạn cứ cho như nổ vậy đi. Đó, còn những anh em kia thì nói là mình không có giới thiệu cái sản phẩm của mình mà mình lo nói cái gì không. Thì bây giờ mình sẽ dồn cái thời gian này để mình vô mình nổ cái sản phẩm mình các bạn. À, mình nổ cho nó phồng to ra các bạn nha. À, nó quýnh dữ, nó chưa có đã đâu các bạn ơi. Mà chúng ta làm video chúng ta phải nổ lên nữa mới được. Bây giờ phải tập học cách theo mấy anh em đó làm YouTube, phải nói dữ dữ lên các bạn.
thì người ta mới cảm thấy nó hùng hổ rồi các bạn nha, để mà người ta đặt cái lòng tin hơi nhiều. Nhưng mà thật sự mà nói luôn thì trong cái thời gian vừa rồi đó thì mình cũng có chuyển về cái miền Bắc gọi là Hà Tĩnh gì đó các bạn. Thì mình chuyển về đó là hai cặp, một cặp trước và thêm một cặp sau nữa. Còn một anh khách ở trên Đồng Nai thì cũng đã xài một cặp xong, thì mới thời gian gần đây thì cũng làm thêm một cặp nữa các bạn. Đó, còn cái anh này thì anh này ảnh đặt cọc cho mình các bạn ơi, mà mình tự nhiên mình quên ngang luôn. Mới ngày hôm kia thì anh điện anh hỏi với cái cặp súp của tôi là tới bữa nay là đã 17 ngày rồi mà anh hẹn 20 ngày. Thì mình lo lu bu công việc cho nên mình quên ghi sổ các bạn. Thì cuối cùng thì mới giật mình là mới lục lại là cái tài khoản của ảnh, đọc cái tài khoản của ảnh ra. Xong mình mới đọc cái mình lục cái tài khoản ra thì ảnh đã chuyển cọc cho mình hết 1 triệu rồi. Nó thì cái giá của cái vỏ này là 4 triệu 9 giá tại xưởng nha các bạn nha, là chưa có cước vận chuyển. Thì sẵn đây thì mình cũng nói luôn. Rồi mình nói xong cái câu mà giá tại xưởng 4 triệu 9 xong, mình cũng sẽ nói luôn với tất cả các bạn luôn. Nếu mà cái thời gian nó lâu quá, những cái nhiên liệu, những cái gọi là chất liệu nó lên giá nữa hay là hoặc gì đó thì mình có thể là mình nhích lên. Chứ nhiều khi mình báo, các bạn biết tại sao không, mình báo giá ở trên này xong sau này mình bán cao hơn chút xíu nữa thì có bạn sẽ vô nói là tại sao báo ở trên kênh giá nó như thế mà tại sao tới khi hỏi thì giá nó khác. Thì có thể là cái video đó nó cách khoảng chừng nửa năm hoặc là một năm gì đó các bạn, thì cái vật giá nó leo thang các bạn biết rồi. Thì khi đó mình lên giá thì nói chung không sao hết, nhưng mà các bạn có những cái thắc mắc nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn có chịu mua hay không, nó mình lên nhưng mà các bạn có đồng ý mua hay không thôi nha các bạn nha. Còn cái giá hiện tại là 4 triệu 9 giá tại xưởng chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên, mình đứng gần chút xíu nha các bạn nha, mà mình sợ cái phun mình bị bể các bạn ơi. Cái phun mình nó quýnh sợ nó bể cái nhạc. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây đi nha các bạn. Đó, các bạn nghe cái bát đó chưa? Các bạn nó quánh như trời đánh vậy đó các bạn, chứ không phải vừa đâu. Lo này là lo tào lao nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình thì chủ yếu nhạc không hay, màn hình không đẹp, đó, điện thoại thì cùi bắp. Thì bây giờ mình chỉ nghe, thì các bạn cứ đeo cái tai nghe vào để cảm nhận cái chất âm của nó thôi. Còn ngoài ra những cái chuyện khác thì các bạn đừng có lưu ý tới nha các bạn nha. Chẳng hạn như những cái lời mà mình nổ, mình ca tụng cho cái sản phẩm của mình thì các bạn cũng đừng nên nghe. À, và cái màn hình thì mình quay thì nó quá xấu, tại vì mình cầm cái điện thoại mình đang bật cái chế độ đèn các bạn, cho nên là nó sáng các bạn thấy không. Nó thì những gì đó các bạn á, nhìn trong cái video này các bạn khỏi cần nhìn kỹ mà các bạn nên nghe cho kỹ. Tại vì cái âm thanh là chúng ta dùng cái lỗ tai chúng ta để chúng ta cảm nhận, chứ không phải chúng ta dùng mắt để mà nhìn. Là cái quan trọng nhất là cái con mắt mình nhìn là không phải nha các bạn nha. Cái quan trọng nhất vẫn là cái lỗ tai của chúng ta, chúng ta cảm nhận được là cái súp này nó quýnh có dữ hay không thì do cái lỗ tai của chúng ta nghe. Mà nó thật sự các bạn, nó quýnh mình tức ngực các bạn à. Đứng gần kiểu này mà nó quýnh một cái một là các bạn nghe là nó, nói chung thì cái người khác thì người ta chửi là cũng đúng các bạn ơi, chứ không phải sai. Nhưng mà đối với những cái lỗ tai mà của những anh em đã từng làm show, làm show sự kiện hoặc là sân khấu đó, thì chúng ta nói chung nha, trong đó có mình luôn, là lỗ tai trâu các bạn, phải giữ mới được mới chịu, còn không giữ là không chịu. Nó cho nên là từ cái chỗ đó đó mà chúng ta nghèo hoài với cái âm thanh này các bạn. Đó, bữa nay nó như thế này thì nó đã quá sướng rồi, nhưng mà ngày mai ngày mốt bữa kia nó còn khác nữa. Các bạn thấy mình, cái con người mình nó rất là tham vọng đúng không các bạn. Đó, nhưng mà cái súp này thì nói chung là nó quýnh quá đỉnh các bạn à.
nhưng mà có một cái là cái chiều cao của nó rất là cao nha các bạn nha, chiều cao nó tới 90 lận. Thì con em nào kết hợp với lại những cái phi thuyền đó, hoặc là những cái loa titan đó, hoặc là những cái hỏa tiễn thì phải nói là điều tuyệt vời. Chứ các bạn không cần phải xài tủ cái xe để làm gì, chỉ cần như thế này thì mình đi show mình đi gì đó các bạn, đó một cây cu lum 20 và một cặp súp 50 gì là đủ chơi rồi các bạn. Cái đó mình nói thật nha. Thì cái ước nguyện của mình thì chắc mình sẽ cố gắng các bạn, cố gắng để hoàn thành cái ước nguyện của mình. Chắc có lẽ là mình phải mua một cặp súp 50 nữa. Trong đầu của mình hiện tại bây giờ cũng nôn nóng đó. Nói chung mua là thứ nhất á, là chúng ta để dành test loa. Và một cái phần thứ hai nữa đó, nếu mà lỡ có show mà mình nhận gần gần đó các bạn, thì mình đem ra mình dứt luôn các bạn ơi. Đó, thì nói chung là nó có lợi lắm các bạn ơi. Nhưng mà có một cái vấn đề là chúng ta không đủ khả năng để mà chúng ta mua thôi. Chứ còn nó dẹn cả đội đường các bạn ơi. Nó nói chung là mình mua được cặp loa thì nói chung là nó theo cái sự tính toán của mình thì nó rất là hợp lý. Đó, nhưng mà thấy vậy chứ các bạn thấy vậy chứ năm miệng ăn các bạn ơi. Năm miệng ăn trong gia đình thấy vậy chứ cũng không phải là cái chuyện đơn giản đâu các bạn ơi. Đó, chúng ta phải lo toan đủ thứ chuyện hết các bạn. Đó, chứ không phải là mình làm bao nhiêu là mình còn dư bấy nhiêu đâu các bạn ơi, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Thì hôm nay thì nói chung mình cũng sản xuất không ngừng nghỉ các bạn, không ngừng nghỉ. Đó, nhưng mà bởi vì cho nên là giờ này cũng đã tối hù rồi. Còn một cái thùng này các bạn, cái thùng này là lo ba bát, là mình chưa kịp làm cái video cho các bạn xem nè. Thì cái lo ba bát này thì hiện tại thì nó chưa thành phẩm nha các bạn nha. Chưa có lắp cửa, chưa có gì hết. Đó, và mình đang đợi lưới về. Còn đây một cái nè các bạn. Đó, thì mấy cái này thì mới lăn lót nè các bạn. Nè các bạn. Các bạn thấy mình lăn lót xong là mình để cái ly cà phê mình tự chịu đây các bạn, mình không có sợ miếng nào luôn nè các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó. Mình không có sợ miếng nào luôn nè. Các bạn thấy không? Nếu như mà mình sợ là mình bỏ cái ly cà phê này nãy giờ là nó đi chỗ khác rồi chứ nó không phải nằm trên này các bạn. Nè các bạn thấy để từ hồi chiều tới giờ. Nãy giờ. Nè các bạn thấy không? Nếu mà nó thấm là nó thấm liền rồi các bạn, chứ không có đợi để lâu đâu. Các bạn thấy không? Đó, cho nên là cái kỹ thuật làm của mình là trước khi mình chọn cái dán này là mình phải biết cách để mà mình bảo quản nó, và mình phải tạo cho nó một cái gì đó để mà nó vững chắc theo cái thời gian. Chứ không phải chúng ta làm mà sơ sơ chúng ta phun sương sương lên thì cái nước sơn của bạn á đâu có chắc chắn gì mà nó lấp được hết cái bề mặt của cái ván này đâu các bạn. Đó. Cho nên là từ cái chỗ đó đó mà các bạn mua những cái đơn vị khác, các bạn nhìn cái dáng này các bạn sợ dữ lắm. Bảo đảm các bạn luôn. Thì có anh em nữa, có những anh em nói cũng đúng các bạn ơi, chứ không phải sai đâu. Tại vì cái dáng này gặp sợ. Nhưng mà mình nói thật cho các bạn nha, nếu như nó lỡ nó có ướt nó nở ra ngoài thì cũng không khi nào nó vô được tới bên trong các bạn. Bị dán này nó tới 1/8 lắm. Mà khi chúng ta sơn nữa thì có thể nó ra khoảng 2/2 có các bạn. Đó, cho nên là cái dán cái độ dày rất là chắc các bạn. Mà đặc biệt là nó có cái độ đàn hồi. Đàn hồi để làm gì? Để nó dùng cái lực để đẩy lực và nó tạo tiếng ấm cho cái tiếng súp của chúng ta. Chẳng hạn như phun cũng vậy. Phun thì nó sẽ tạo ra được cái tiếng dày của cái tiếng ca của chúng ta. Còn cái súp thì phải nói là nó tiếng súp thực cực đỉnh luôn các bạn. Đó, thì thật sự mà nói thì mình kiểm chứng thì theo cái kinh nghiệm mình thôi. Còn những cái anh em đã từng xài cái sản phẩm bên chỗ khác các bạn, rồi khi mà họ xài tới cái sản phẩm mình á, họ cho mình một cái lời phê bình, cái đó mới gọi là chính xác các bạn. Tại vì họ đã từng xài rồi chỗ khác rồi và họ cảm nhận tới cái này, thì hai cái sự so sánh đó họ nói với mình là cái sự khác biệt nó phải nói là xa lắm các bạn, chứ không phải là gần, chứ không phải là từ cái mức độ 70 mà nó tăng lên khoảng 80 đâu các bạn, mà từ 70 nó giọt lên tới 100 luôn. Cái này là những cái lời của những anh em mà đã từng mua cái sản phẩm mình nha, chứ không phải là mình tự mà mình nói. Thì anh em nào có từng xài cái sản phẩm bên mình và xem được cái video này thì cho mình một lời bình luận nha các bạn nha, để không thôi là những anh em khác họ nói là mình đang nói phét và nói nổ nha các bạn nha. À, thì nếu có thì các bạn xem video thì giống như các bạn cho mình một cái lời chào nha các bạn, để mà mình biết là các bạn đang sử dụng
cái vỏ súp hầm 50 này của cái sản phẩm bên mình nha các bạn nha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và một lần nữa thì mình xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước, cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi tối thật là an lành, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình của mình nha các bạn. Rồi hẹn với các bạn một video kế tiếp nữa. Rồi mình xin kính chào.